Mời các bạn lắng nghe ra dòng tâm sự có tựa đề Hậm hực vì thua kém vợ, chồng cấm vận phòng the để trả thù. Vợ chồng tôi cưới nhau được 11 năm, chồng đi làm công việc tự do nên công việc của anh khá bấp bênh, có khi một năm hay thay công ty tới 2-3 lần. Tuy nhiên tôi ít khi càm ràm chuyện chồng thay đổi công việc, bởi tôi tự chủ tài chính của mình cũng như cả gia đình. Lương chồng tôi chẳng đủ tiêu, nhưng tôi thực sự không quan tâm lắm vì từ khi yêu và kết hôn với anh ấy, tôi đã biết rõ điều đó. Anh ấy chỉ học trung cấp, trong khi tôi học đại học ngoại thương, học lên thạc sĩ và ra trường tôi nhanh chóng tìm được một công việc ổn định. Lương của tôi còn khi yêu nhau đã cao gấp 5-6 lần anh ấy, nhưng chúng tôi vẫn đến với nhau vì tôi coi đó là duyên phận. Hơn nữa tôi người miền trong, anh ấy miền ngoài, nam giới miền ngoài chỉnh chu, lo cho gia đình hơn. Và tôi nghĩ như thế nên vẫn chọn anh. Kết hôn, tôi sinh liền tù tì hai bé nhưng tôi vẫn không cần anh hỗ trợ nhiều vì tôi thừa nhận mình là người làm ra tiền và có khả năng lo toan được những chuyện gia đình, ngay cả khi sinh. Căn chung cư vợ chồng tôi mua hầu như tiền của tôi hết. Thậm chí lúc đó mỗi tháng trả nợ 15 triệu, tôi cũng chẳng cần anh đóng góp gì. Cứ như thế, 11 năm nay tôi chưa bao giờ ngửa tay xin tiền. Thi thoảng chỉ thấy chồng tôi đưa cho vài triệu coi như là mua sách vở đồ chơi cho con. Khi mua ô tô, tôi vẫn để chồng mình đứng tên. Tuy nhiên, anh luôn tỏ ra tự ái vì nói bóng nói gió khi nói chuyện với người nhà rằng đó là xe của vợ chứ không phải của anh. Tôi cười xòa, của chồng thì không vợ, chẳng đi đâu mà thiệt, và cố gắng không để anh tự ái. Tôi vô cùng thoải mái, trong khi đó anh lại để tâm và ngày càng thua mình. Rồi anh bắt đầu soi tôi nhiều hơn. Tôi đi làm về muộn, anh hỏi sao về muộn. Tôi nghe điện thoại của lãnh đạo, của khách hàng giải quyết công việc ngoài giờ thì y như rằng anh càm ràm. Tôi nhẫn nhịn để im cửa im nhà, bởi tôi nghĩ anh không kiếm tiền giỏi như tôi, nhưng anh là người ba tốt. Thực tế các con do tôi chăm sóc là chính, anh đưa đón. Chúng cũng rất quý ba và quấn qua ba chúng như quấn tôi. Ba chúng về quê là chúng nhốn nháo mong gặp. Trong nhà chỉ cần một người kiếm tiền, người kia chăm sóc gia đình. Tôi với lợi thế hơn anh, tôi sẵn sàng làm tất cả, nhưng lại là những công việc đáng ra của anh ấy về mặt tài chính. Tết năm ngoái anh muốn cả gia đình ra Bắc ăn Tết, nhưng tôi từ chối vì lý do bận công việc chưa sắp xếp được. Tôi bảo anh để sang năm sắp xếp từ sớm, nghỉ dài hơn thì các con ra thăm ông bà cũng được lâu hơn. Sau lần không về quê ăn Tết ấy, đã gần một năm nay chồng tôi không chịu quan hệ vợ chồng với tôi. Lần nào tôi gợi ý anh đều ý kiêu, anh cho rằng không muốn và tìm cách thoái thác bỏ ra ngoài phòng khách nằm. Tôi gặng hỏi hay anh có người tình bên ngoài, anh xòa tay và cho rằng tôi nghĩ ngẩn quẩn nhưng không nói rõ lý do cấm vận chuyện ấy là gì. Nhiều lần tôi cũng có cảm giác cần được yêu chiều, được âu yếm, nhưng chồng hờ hững khiến tôi tự ái. Tôi sợ anh bị yếu sinh lý nên đòi anh đến kiểm tra sức khỏe, nhưng anh cũng từ chối không đi. Có lần tôi làm găng lên, tôi nghĩ không có lý do gì, chúng tôi chỉ ngoài 30 tuổi, một tháng chỉ quan hệ một đôi lần, thậm chí 3 tháng anh mới miễn cưỡng yêu tôi. Lúc đó tôi mới nói rằng anh muốn cấm vận tôi bởi tôi hơn anh nhiều thứ quá. Anh thú thật như vậy, anh cho rằng tôi đang làm thế nhún nhường ra vẻ dù kiếm tiền hơn anh, và anh cũng muốn ra vẻ không thèm với tôi để trả thù. Chính vì thế cả năm nay nếu ngủ chung giường nhưng anh ấy nằm quay mặt vào tường, tôi động đến là anh ấy hất tay tôi ra. Nếu tôi tấn công giáp lá cà, y như rằng anh ta ôm gói ra sofa ngủ. Nếu tôi cũng theo ra đó thì anh lại bỏ ra ban công ngồi hút thuốc và kêu mệt, dù tôi biết anh ấy cũng đang rất thèm. Có đêm hai vợ chồng tôi đuổi nhau trong nhà như tuần trăng mật, nhưng không phải cái kết là sự mặn nồng, mà chỉ là những giọt nước mắt khi tôi thất bại để anh chịu làm chuyện ấy. Tôi không biết mình nên cư xử thế nào đây. Dù vợ chồng tôi đã kế hoạch về quê ăn Tết lần này, nhưng anh vẫn lợn lùng với tôi như thế. Đã gần một năm trôi qua, tôi cũng có sự sĩ diện của một người đàn bà. Tôi có đáng bị chồng cấm vận như thế không? Bởi nhan sắc của tôi cũng đâu thiếu những người đàn ông vây quanh, nếu như không muốn nói là quá nhiều. Càng nghĩ tôi càng bực tức. Mời các bạn lắng nghe ra dòng tâm sự thứ hai có tựa đề Giám đốc đổ nhào vì thư ký trẻ quá ngọt ngào, quyến rũ. Đã từng nghe nhiều vụ lình xình đến tan cửa nát nhà do nữ thư ký trẻ đẹp có chú ý mồi chài giám đốc, nên ngay khi được tin chồng ngồi vào ghế lãnh đạo cao nhất của công ty, tôi gần như sa nhắc nhở chồng. Ơn trời chồng tôi là người hiền lành,
luôn thương vợ yêu con. Vì vậy tôi cũng yên tâm khi chồng không giận tôi. Cầm đèn chạy chiếc ô tô mà anh chỉ nhỏ nhẹ rằng tôi còn cậu con trai 12 tuổi đang học lớp 6 và cô con gái út xinh xắn bước vào lớp 1 là tất cả của đời anh, là không có bất cứ sự thay thế nào khiến anh thay lòng đổi dạ được. Tôi và chồng có thời gian tìm hiểu gắn bó nhau suốt những năm tháng chung giảng đường trong trường đại học xây dựng. Ra trường có việc làm ổn định, chúng tôi được bố mẹ đôi bên cho nên vợ nên chồng, chắc để khẳng định tình cảm của vợ và để một lần nữa trấn an tôi, nên khi tuyển được thư ký, chồng tế nhị mời nhân viên đến nhà để làm quen với vợ con của anh. Theo nhận xét của tôi, cô thư ký tuy trẻ trung nhưng không đẹp, có chăng cũng là đi đứng nói năng nhẹ nhàng lịch sự và luôn gọi tôi là chị sếp, rất tôn trọng, rất biết điều. Phải công nhận nhờ cô thư ký năng nổ, giỏi nghề, giỏi ngoại ngữ, giỏi giao tiếp nên chỉ một thời gian ngắn công ty của chồng tôi đã ký được hợp đồng cho lợi nhuận cao. Đặc biệt cũng nhờ tư vấn nhiệt tình của cô thư ký trẻ sành điệu am hiểu thời trang này mà gần đây thấy chồng tôi tiến bộ hẳn. Anh tự nguyện nhờ cô thư ký lựa chọn mua sắm quần áo, giày dép hợp mốt cho mình sau khi đã có lời xin phép vợ, vì sợ tôi không có rỗi và không sành. Tôi cũng biết mình ngoài việc cơ quan còn lo cho hai con nhỏ, nên nhiều khi thấy cô thư ký săn sái chuẩn bị tư trang cho chồng tôi mỗi khi anh có cuộc gặp gỡ làm ăn với đối tác, tôi cũng không lấy làm phiền. Nhất là chuyện thỉnh thoảng chồng tôi tự lái xe đưa nữ nhân viên của mình về lại chung cư khi vì công việc mà chồng và thư ký bên nhau đến tối muộn trong phòng riêng của chồng. Vì công danh sự nghiệp của chồng, tôi không muốn khắt khe, tôi không muốn giám sát hay gây khó dễ khiến chồng bận tâm mấy chuyện nghi ngờ, ghen tuông rất vụn vặt mà nhiều người làm vợ hay mắc phải. Xong tôi cũng thấy hơi chạnh lòng, thắc mắc bởi thời gian gần đây chồng mãi mê công việc chung mà sao lãng việc gia đình. Anh ít thể hiện tình cảm gần gũi các con, cũng như luôn lấy lý do công việc bận đến ngập đầu khiến anh mệt mỏi, thường xuyên né tránh chuyện mặn nồng, ân ái cùng vợ. Đang tính lên kế hoạch để hâm nóng tình yêu vợ chồng thì cách đây một tuần, chồng thông báo có chuyến công tác vào miền Nam để ký hợp đồng làm ăn với đối tác. Nhìn cô thư ký trẻ không giấu nổi vẻ hân hoan khi chồng tôi ra sân bay, tôi thấy bất an trong lòng. Rồi sự thật phơi bày khi tình cờ tôi chạm mặt chồng ngay trong hành lang trước cửa phòng trong cư của cô gái trẻ, lúc chồng đang ôm eo cô bồ chờ mở cửa. Tình cờ thôi, vì tôi tới thăm chị bạn cùng làm cơ quan bị ốm và không ngờ nhà chị cũng cùng tầng với cô thư ký của chồng, biết chuyện dàn dựng đi công tác để lừa tôi. Chồng đành thú nhận bấy lâu nay cặp với cô thư ký vì cô quá ngọt ngào, quyến rũ và chiều chuộng nên anh không thể từ chối. Vậy tôi và các con có còn là tình yêu, là hạnh phúc của đời anh? Những ai anh vẫn một mực khẳng định không? Tôi không muốn mái ấm gia đình xa vào cảnh tan tàn sẽ nghe khi mà tôi yêu thương chồng và các con tôi còn quá bé để sống thiếu bàn tay chăm sóc của bố. Hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì đây? Bạn thân mến, qua hai tâm sự bên trên, mời bạn để lại ý kiến cá nhân ở một bình luận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những dòng tâm sự tiếp theo.